Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 2022. Thì hôm qua là ngày mùng 2 tháng 9 thì bên cửa hàng cũng có nghỉ một ngày. Và hôm nay em Tuấn lại xin phép gặp lại quý vị các bạn trong một video mới. Đây là một chiếc đài Sony CFS715S. Đây là một cái đài mà em Tuấn vừa mới tuyển chọn về, vừa mới sưu tầm được. Đấy, thì nhìn về phần thân vỏ thì nó cũng rất là cân đối, màu sắc là đều nhau và hoạt động cũng rất là tốt. Đây là một cái cây 715 theo đánh giá nó cũng khá hoàn thiện. Đây là phần nóc ở bên loa bên phải. Đây là phần căng ở mặt trước. Chữ Megabat căng sắt của nó cũng còn rất là đẹp. Chữ Sony cũng còn rất sáng. Và chúng ta sẽ theo dõi qua mặt trước ở phần cục giữa. Đấy, phím nút thì còn rất là phẳng nhá. Rất là đều. Và hai cửa băng này còn rất là trong. Các núm nút là còn nguyên bản hết nhá, chưa bị mất một nút nào, chưa bị lai tạp. Và cái phần dò sóng Meka này nó còn rất là đẹp, chưa bị xước sát. Anten quay sách thì đầy đủ hết nhá. Ở đây nó có dính một ít cái keo theo năm tháng thì nó rất là khô nên là em Tuấn cũng chưa lau được nhá. Đây là cái keo dán nhá, keo dính. Đấy, anten này còn rất là sáng. Và ở loa bên trái thì có hai cái vết chày. Ở bên đây có một cái vết chày hình lưỡi liềm này. Ở đây có một vết nhỏ nữa, không phải là bị vỡ dập nhé. Đấy, vết chày thôi. Và mặt ở phần loa bên trái cũng còn rất là đẹp, chữ Nghĩa này. Đấy, chữ Sony này. Loại chữ Megabat này cũng còn rất là đẹp. Và tiếp theo chúng ta sẽ quan sát qua cái phần phía sau của đài này. Đấy, còn rất là vuông thành sắc cạnh nhé. Đấy, anten này còn rất là mới nhé. Jack line in này, cầu loa này, nắp pin đầy đủ hết và còn rất là đẹp nhé, lành lặn, dây còn rất là dài quấn vào trong này. Các bác nhìn theo dõi cái màu sắc của cái đài nó còn rất là đều nhé. Nếu mà lấy của đôi loa nọ mà lắp vào cái cục giữa kia thì nó sẽ không đều màu đâu, rất là khó. Dòng 715 này nó rất là nhiều cái màu, nó hơi khác nhau một xíu. Và đây sẽ là một cái bản test của cái chức năng băng của cửa A nhé. Dương giấc trên vai qua ngõ hồn trái bạo lòng tim dài gác xuống biên thì một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Tiếng của dòng toàn giải phễu này thì tiếng nó nhẹ nhàng, thích hợp cho những dòng bolero nhạc xưa. Nhớ lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng trời, tuy rằng không gặp mộng ước xung vầy. Đẹp trắng trời. Ok, và tiếp theo em Tuấn sẽ test qua phần radio. Em kéo cái anten lên nhé. Ở chỗ em thì nó nhiều thiết bị điện tử là một, với thứ hai là đèn led em đang bật rất nhiều nên là sóng FM nó rất là ảnh hưởng. Nếu ở chỗ khác thì nó sẽ bắt tốt hơn đấy. Lúc công tác bức tranh bị đổ. Ok, test qua phần AM. Một xanh rêu, một tay nó lên, còn tay kia lắng nghe phía khác. Mặt nó lộ rõ vẻ đang chú ý nghe ngóng. Từ nơi nào đó. Bao trẻ anh hùng liệt sĩ để trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. 60 năm trước, sau khi Hiệp định Geneva về Lào được ký. Bắt khá là nhiều đài.
Và tiếp theo em Tuấn sẽ test qua phần line in. Chúng ta gạt nút chức năng này lên trên cùng nhá. Để cắm vào điện thoại hoặc máy tính, TV. Nghe ngân dài một lần đi tuần trăng. Loa trái này. Loa phải. Này là ba cái phím equalizer nhá. Bát này, chung này, tép này. Đấy. Tép này. Cùng lắng nghe chung này. Bát này. Những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa tim mình. Bản làng vui điều sẽ hoa nao nức nhịp trầm thanh. Và em Tuấn xin phép được dừng cái video test trước đài Sony 715S ở đây nhé. Và cái đài này giá cũng rất là bình dân, cũng rất là dễ mua dễ bán. Giá 2.300.000 đồng nhá, bao ship cho các bác. Tặng một cuốn băng các bác nào cọc 500.000. Bác nào chuyển khoản đủ 2.300.000 thì em bao ship và tặng thêm một cuốn băng nữa là 2 cuốn nhá, trị giá 200.000 đồng. Đấy. Rất là ưu tiên các bác nào mà đã tin tưởng và đã mua bán bên cửa hàng rồi thì tặng thêm cho các bác một cuốn băng. Đấy, trong suốt quá trình thời gian qua thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã luôn ủng hộ kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Một tình yêu tôi có.